Ui, nhà bẩn quá, em bé đang dọn nhà. Chà, em bé đang cọ nhà đấy. Em bé đang cọ nhà đấy. Nào, bơm hơi là để cọ nhà tí ơi. Đứng xa ra con. Đứng xa để cọ. Nào, đưa bố bơm hơi vào cho để cọ. Nào, bơm hơi nhá. Từ bố bơm hơi đã. Đấy, em bé đang cọ nhà đấy. Nhà bẩn quá. Nào, phun vào cái cửa sổ này. Đó, phun rồi đấy. Rồi, được. Mạnh thế. Phun tiếp vào. Nào, phun nữa. Đấy, sạch rồi, phun lên cái cửa sổ kia. Phun lên cửa sổ này. À, phun lên cửa sổ này, đấy. Đúng rồi, phun lên. Phun lên mái à? Ừ, phun lên nhanh. Phun nữa à, đây, phun ở cái chỗ này. Đây, chỗ khe này. Sạch rồi. Sạch rồi à, phun vào cái thềm kia. Phun đi con. Đó, em bé cọ nhà đấy. Thôi, phun hết ra ngoài rồi. Đó, phun đây con. Đây, đây. Sạch rồi. Sạch rồi à? Đâu, đã sạch đâu? À, phun tiếp đi. Đi xa rồi, phun con. Ui. Cho vào nước vào tận nơi ấy kìa. Bắn hết ra ngoài rồi. Bắn hết ra ngoài rồi. Nhà con. Đó. Đi nó còn nhà ấy. Cứ đi, còn nước không? Còn nước á hả? Tao ngoài rồi. À. Ngoài rồi. À thôi nha. Nhà sạch rồi, tạm biệt nha.